Rồi, xin chào, hôm nay shop sẽ test con Jeep sedan ha. Tỷ lệ 1:10 nè, màu đen nha. Đây bánh viên của nó là bánh Jeep nè. Nhưng mà khách yêu cầu đổi là thành bánh on road, là bánh mềm nè. Đây là bánh mềm. Bánh Jeep nó cứng. Rồi, phía bên trong đồ điện. SC chống nước nè. Motor 33000 kW nè, servo nè, 6kg ha. Cho mình pin 3000 mAh ha. Này. Cuộc nhôm ha. Một số đồ phụ tùng mình muốn lên nhôm thì mình có thể option sao cũng được. Rồi đây là remote kèm theo xe nè. Rồi test nè. Rồi, trên remote sẽ có những chức năng chính nè. ST trim là để chỉnh độ lệch góc lái nè, TH trim không xài. STDR nút thứ ba là để chỉnh độ rộng của góc lái. Còn hai cái cần gạt công tắc phía trên á là để đảo lái hoặc đảo ga. Rồi. Dòng này thì nó nói chung là từ bản rootless á là nó có cầu visa sau nè, nhông giữa bằng kim loại nè, và cầu visa trước bằng kim loại luôn ha. Nói chung là full nhông và bộ phận chuyển động bằng kim loại hết. Kèm theo cho chúng ta là sạc ba lăng nè ha. Thì sạc này có thể sạc được cả pin 2S và 3S nè. Zin thì xe nó kèm theo pin 2S ha. Xe có thể chạy được pin 3S, nhưng mà nói chung là mình 3S là cái max speed của nó cao hơn chút đỉnh nha, nhưng mà cũng gây nóng nên đường dài lâu nha.